Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Crystal Palace và câu lạc bộ Tottenham. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 19 giải Ngoại hạng Anh và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Palace trận đấu này sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái ở trận đấu này thì đội khách Tottenham sẽ là những người đỉnh giá cửa trên và sẽ chấp đội chủ nhà Palace với mức kèo là 0,25, mức kèo phải tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 3 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là G Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn khi chưa đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần gặp nhau gần nhất của Palace và Tottenham thì Palace thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước Tottenham. 5 trận thi đấu gần nhất của Palace thì Palace thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Tottenham thì Tottenham thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn của đội chủ nhà Palace được chấp 0,25 hoặc là 0,5. Vì sao? Mặc dù trận đấu này một lần nữa chạm trán với Tottenham thì Palace cũng bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì ở thị hiện tại thì mình thấy là Palace họ cũng không thua kém gì Tottenham là mấy đâu. Thứ hai là trận đấu này Palace được chơi trên sân nhà của mình. Và thứ ba là thì trận đấu này Palace được chấp. Nếu như mà kết thúc 90 phút hai đội có tỷ số hòa thì chúng ta chọn cửa Palace, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Phong độ ở năm lượt trận gần nhất của hai đội thì cũng đang khá là cân bằng với nhau. Mặc dù là 5 lần chạm trán gần nhất thì cái lợi thế giành chiến thắng đang nghiêng đôi chút về Tottenham. Tuy nhiên thì những lần mà Palace đá trên sân nhà và gặp Tottenham thì mình thấy là ở năm lượt trận gần đây thì Palace họ không thua tới Tottenham các bạn. Và biết đâu với phong độ ổn định cộng với điểm tựa sân nhà thì Palace họ một lần nữa tận dụng được và đá bại được Tottenham luôn thì sao? Trên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa chủ nhà Palace được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 3 trái. Thì những lần mà hai đội gặp nhau trước đây thì mình thấy là thường là từ 3 bàn trở lên. Hai đội gặp nhau là cuộc chiến không bao giờ khoan nhượng cả các bạn. Và phong độ của hai đội đều đang tốt và hiệu suất của bạn cũng rất ổn định ở những lượt trận vừa qua. Mình nghĩ trận đấu này kết thúc 9 phút sẽ có số là hòa 2 đều hoặc là 2-1 hay là 3-2 nghiêng về cho Palace. Bạn nào tin tưởng mình ở ưu tiên đặt cửa tài 2,75 hoặc có thể là lựa kèo tài 2,5 cho nó an toàn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và sẽ một trái. Thì đó hiệp 1 qua đêm tựa sân nhà thì Palace họ cũng sẽ không thua tới top. Biết đâu họ sẽ là những người có bàn dẫn trước hay là hai bàn không chừng. Hiệp 1 thì các bạn chọn cửa Palace được chấp và đợi tài 2-1 thì vào nha. Tóm lại trận đấu chốt kèo là chọn Palace được chấp và đá tài dưới 3 trái. Ở hiệp 1 thì cũng chọn Palace được chấp và xem đá tầm 50 phút gì đó cho kèo tài xỉu nó dưới 1 thì vào nhẹ. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn ở lựa chọn của mình nha.